Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa nay. Thì câu chuyện này là như được một chị. Chị tên là chị Thu, chính chị là người đã trải qua toàn bộ cái câu chuyện tâm linh này về một cái nhân vật là ba của chị Thu. Trong gia đình của chị là bao gồm có 5 người. Ba của chị, mẹ, chị Thu, rồi tới một cái người em trai và một cái nhỏ em gái út nữa. Vào cái thời điểm đó thì chị Thu được 16 tuổi. Ba của chị bỗng nhiên là bị bệnh tiểu đường. Khi mà ba bị bệnh, lúc mà phát hiện ra là đã gần vào cái giai đoạn cuối rồi. Thường xuyên là ba phải đi điều trị. Mà những lần điều trị vậy là tốn kém khủng khiếp luôn. Ở nhà mới đầu còn xoay sở được, qua những lần sau sức khỏe của ba càng yếu. Mà ở trong nhà hết tiền đành phải đi vay mượn những cái người khác. Cho tới cái giai đoạn đó thì sức khỏe của ba càng ngày càng yếu rồi. Mà ba cứ thấy mẹ giờ cứ đi vay mượn tiền đầu này đầu kia hoài để lo cho sức khỏe của ba. Mà ba biết là giờ bản thân ba không có qua khỏi rồi, ba mới kêu mẹ là thôi đi. Và rất là nhanh luôn, chỉ qua mấy bữa hôm sau thì ba đã qua đời. Cái lúc mà ba mất để lại cho mẹ một cái số nợ tầm khoảng 100 triệu. Ở nhà thì còn lại ba người con nhỏ nữa. Chị Thu là 16 tuổi, người em trai của chị thì 14 tuổi. Còn nhỏ em gái út thì nó mới có 1 tuổi mấy, gần 2 tuổi hà. Giờ là gia đình của chị, một mình mẹ phải gồng gánh tất cả. Sau khi mà ba mất xong là về tổ chức tang lễ cho ba. Cái ngày hôm đó là cả nhà của chị rất là đau buồn rồi. Trong đó có bà cô hai. Bà cô hai này là chị ruột của ba. Hồi trước cái lúc mà ba đi trị bệnh á, mẹ có qua đây vay mượn của bà cô hai đó 3 triệu. Mà tới giờ lâm vô cái cảnh khó khăn này quá, mẹ chưa có tiền trả, mà giờ ba cũng mất rồi. Bà cô hai ngày hôm đó khi mà ba vừa mất xong á, cái bà mới ra bà canh cái chỗ thùng tiền cúng điếu á. Cho tới hết cái ngày đầu tiên, thấy là người ta bỏ cúng điếu trong đây cũng nhiều nhiều rồi đó. Bà cô hai này bà ôm cái thùng tiền cúng điếu đó đi vô trong phòng, bà lục ra, bà lấy đúng số tiền 3 triệu của bà. Thì khi mà những anh em trong nhà thấy vậy mới nói là cái bà cô hai đó sao mà làm kỳ cục quá vậy, có 3 triệu hà. Làm cái gì mà ngày tang lễ của em mình để đi đòi nợ như vậy? Bộ tụi bay không thấy hả? Vợ nó chết rồi, mẹ con nó sao trả được? Tao tranh thủ tao lấy lại tiền của tao. Tiền này cũng tiền mồ hôi nước mắt của tao chứ bộ cái gì ha? Đâu phải lá mít đâu. Bà cô hai bà nói vậy xong, bà dùng dằn lấy phải đúng 3 triệu của mình. Rồi bà còn quay lại nói với mẹ của chị Thu: tao chỉ lấy đúng 3 triệu thôi đó, tiền lời tiền lãi thì coi như tao cúng điếu cho nó. Người chị hai mà lại có thể đối xử với em của mình trong cái ngày đám tang như vậy. Thì sau khi mà bà cô hai này bà dùng dằn đi ra ở trước á, lập tức là mấy cái đèn chỗ bàn vong của ba nó bị thổi phục tắt hết. Sau khi mà đã bị cô hai này lấy đi một phần tiền rồi, tiền bạc ở đó giờ với mẹ, mẹ thấy không có quan trọng nữa đâu. Bây giờ là cái người chồng, người yêu quý, người trụ cột ở trong gia đình của mẹ đã qua đời rồi. Bây giờ mẹ sẽ còn phải gồng gánh, mẹ chống đỡ với rất nhiều thứ nữa. Số tiền cúng điếu kia không có nhiều hết trơn á, mà bà cô hai bà cũng đành làm vậy cho được nữa. Trong cái lúc đó mẹ ngồi trong phòng á, mẹ khóc. Chị Thu chỉ vô tình đi ngang á, thì chị dòm vô chị thấy là hình bóng của ba mờ mờ ảo ảo. Ba đang cố hết sức ba ôm lấy mẹ, mà hình bóng của ba mờ lắm nghe. Ba có cố ôm mẹ như thế nào á, thấy là ba không có chạm được mẹ. Cái lúc đó đứng ở ngoài này á, chị Thu rất là kích động khi mà thấy vong hồn của ba mình. Chị nhào vô chị kêu: ba ơi ba. Chị lớn tiếng gọi như vậy đó thì mẹ của chị mới giật mình, hỏi là: ủa Thu ơi, con nói gì Thu? Chị mới kể lại: hồi nãy ba ngồi kế bên mẹ, mẹ, ba ôm mẹ đó mẹ. Chị vừa nói mà chị vừa nghẹn lời luôn. Mẹ của chị Thu nghe vậy thì mẹ chị rơm rớm nước mắt, lau hai hàng nước mắt đi, rồi dẫn chị đi ra ngoài. Cái lúc mà chị Thu ngồi ở gần quan tài của ba để mà canh,
thì cái lúc đó chị cảm nhận được là hình như ba đang ngồi ở rất là gần chị, mà ba đang thì thầm nói cái gì đó với mình nữa. Mà cái lúc đó chị chỉ nghe xì xào thôi chứ không có nghe gì cả. Rồi thì sau đó là bữa đám tang của ba diễn ra xong xuôi hết, chôn cất cho ba xong rồi. Qua một tuần lễ trong cái thất đầu tiên của ba là ngày nào cũng vậy, mẹ khóc sướt mướt luôn. Cứ đêm là nghe mẹ khóc ướt gối. Rồi mấy chị em trong nhà của chị Thu ai cũng rất là đau buồn nữa. Thì cái lúc đó chị Thu chị mới tự nghĩ với bản thân mình. Chị nghĩ mình vợ dù gì cũng là chị hai lớn ở trong nhà, phải đứng ra phụ giúp mẹ. Chứ vợ một mình mẹ thì đâu có đủ lo cho mấy chị em đâu. Rồi còn cái số nợ khổng lồ kia nữa, làm sao mà mẹ lo nổi. Nên trong vòng cái ngày hôm đó, chị lén trộm mẹ 500 ngàn. Chị Thu lấy số tiền này, chị bắt xe đi thẳng lên trên Sài Gòn luôn. Ở trên Sài Gòn là chị Thu không có quen biết ai hết trơn, mà chị liều. Chị nói chuyến này nhất định chị phải đi kiếm tiền cho bằng được, rồi chị đem về phụ giúp mẹ. Chứ giờ thấy mẹ vậy chị xót quá, chị chịu không nổi. Mới đầu lên đây là chị cũng đi dọc dọc vậy đó, thấy người ta là tuyển người bưng bê. Thì bận đầu là chị Thu chị vô xin vô một cái chỗ quán phở này. Buổi sáng thì chị bưng phở. Cái tầm tới buổi chiều chiều là chị được rảnh. Chị cũng đi dọc 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 theo chỗ đường đó, chị xin được vô một cái quán này. Thì đây là một cái quán nhậu. Mới đầu chị xin vô vị trí là nhân viên rửa chén. Mà chị rửa chén được thời gian, người ta thấy chị cũng xinh xắn, dễ thương quá. Nên từ từ cho chị lên làm nhân viên bưng bê, kêu bằng tiếp thực đó. Thì cái lúc mà chị bưng bê, chị nói chuyện với khách cũng dễ thương nữa. Nên những người quản lý ở đó đã cho chị bây giờ là lên làm nhân viên order. Giờ để cho chị order đồ ăn rồi chị tính tiền tính bill thôi. Giờ là đã chuyển qua thành một đẳng cấp nhân viên khác rồi, chứ không phải là ngồi ở một xó làm công việc rửa chén nữa. Từ khi mà chị Thu chuyển qua làm nhân viên order đây, chị làm chị tính tiền vậy đó, chị nói chuyện ngọt. Chị Thu nói lúc đó chị cũng xinh gái lắm, nhìn cái là biết con gái dưới miền Tây liền. Tóc của chị hồi đó nó dài đen mà mượt dữ lắm nghe. Đi làm nhờ cái miệng cũng dẻo dẻo đó, nên chị Thu được rất là nhiều tiền bo. Chị làm tới hết cuối tháng đó xong là chị gửi tiền về cho má. Ở nhà chị thì không có điện thoại gì đâu, chị mới đi lại cái chỗ điện thoại công cộng á, chị gọi điện theo cái số này, là cái số đó ở nhà ông Sáu gần với nhà của chị. Mà nhà ông Sáu này thì cũng khá giả, được cái là ông cũng tốt tính nữa. Chị gọi điện về là thông báo cho mẹ, chị vẫn sống ở trên đây rất là tốt, bây giờ chị đi làm, chị lãnh tiền rồi, chị chuẩn bị gửi tiền, kêu mẹ đi ra ngoài bưu điện chuẩn bị nhận đi. Khi mà mẹ biết được tin trên này là chị đi làm, mẹ khóc sướt mướt luôn. Mẹ kêu là giờ chị về quê đi, có nhiêu ăn nhiêu, chứ cần gì phải đi lên trển, mẹ đây mẹ lo dữ lắm. Mặc dù mẹ chỉ có nói vậy, chị cũng cố trấn an là bây giờ chị đến đây chị đi làm, chị ổn rồi. Chị còn gửi tiền về cho mẹ được nữa mà, kêu mẹ là hãy an tâm đi. Chị làm ở chỗ quán nhậu này được một thời gian, thì bữa hôm đó là chị trực ở trong khu vực phòng VIP. Thì vô trong cái giải này là những cái phòng kính riêng riêng đó, kêu bằng khu vực phòng VIP. Chị trực ở một phòng, chị vừa mới đi ra ngoài thôi, thì tự nhiên có cái ông khách này, ông lôi chị vô một cái phòng đó. Thì ở phòng này là đang không có khách ở trống, phòng đang trống. Ông lôi chị vô. Cái lúc này là ông khách đó, ông đã đè chị sát vô mé tường rồi. Cái tay của ông là đang đặt ở trên mông của chị á. Ông mới nói, em chiều anh đi, em ngoan đi, em chiều anh đi, rồi anh cho tiền em. Ông nói với chị với cái giọng rất là biến thái. Thì cái lúc này á, chị đã la lên chị cựa ngoại rồi. Mà cái phòng này á, là cái phòng cách âm. Chị kêu la không có ai nghe hết trơn á. Cái lúc đó ông này ông nhào tới, ông chuẩn bị là ông hung chị. Tự nhiên chị thấy là có một cái sức mạnh vô thường nào đó đã đạp ông. Cái người ông khách đó rất là bự mà ông bị ngã lăn quay ra mấy vòng luôn. Cái lúc đó chị hết hồn, chị đứng đây trố mắt rồi. Tự nhiên cái ông khách kia ông ngước lại ông chửi, má thằng nào vậy? Ông vừa mới lên tiếng thôi là chị nhìn thấy ở cái khóe má của ổng á là nó bị lún vô, như là có ai đó vừa đấm vô cái mặt ổng vậy đó. Chị thấy rõ ràng luôn. Rồi á, ông này ổng mới che tay che chân, ổng né. Giống như là ổng đang bị ai đó đánh rất là đau đớn vậy đó, mà đánh khắp cả cơ thể trơn à. Tranh thủ cái khoảng thời gian này chị mới mở cái cửa chị chạy ra ngoài.
Chị đứng ở chỗ hành lang, chị dòm vô, vẫn thấy cái ông khách này, ông vẫn cứ né né lăn quay mà ông la hét ở đó. Rồi lúc này người quản lý mới đi lại luôn, chạy lại thấy chị Thu đứng đớ người ra thì hỏi: "Ủa Thu ơi, em làm chị Thu?" Chị Thu chị mới chỉ vô nói: "Anh ơi, cái ông khách này ông dê em, hồi nãy ông kéo em vô trong phòng này tính làm bậy với em nè." Cái lúc đó người quản lý kia nhìn cái ông khách là ông khách ổng gian cứ bị né 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 vậy đó, giống như là ông đang bị đánh túi bụi luôn. Người quản lý mới kêu chị Thu á là: "Thôi em đi ra ngoài đi." Xong hen là làm cho tới tối cái ngày hôm đó, tới cái lúc 10 giờ tan ca, cái người quản lý kia mới kêu chị Thu vô phòng riêng mới nói: "Nè, cái này là số tiền anh đòi được cho em đó. Anh đi làm đây chứ anh ghét mấy cái thằng khách này lắm, nó già dê sòm." Anh quản lý anh mới để số tiền 5 triệu lên trên bàn. Anh nói cái số tiền này là anh đã lấy được của cái người khách đó đó, cho chừa cái tật mà dám vô đây dê nhân viên ở chỗ anh. Là anh đưa chị, anh nói 5 triệu này em cứ giữ đi, không có gì phải ngại hết trơn. Cái này là cái tội thích đáng thằng đó nó phải trả. Cái anh quản lý kia ảnh là 3D nghe. Những cái người nhân viên mà làm ở đây là được cái anh quản lý này ảnh cũng cưng dữ lắm. Cứ thấy là ông nào mà cứ sáp sáp vô chuẩn bị dê mấy bạn nhân viên ở đây á, thì cái anh quản lý này anh lại, anh sẽ giải dây cho mấy bạn đó. Cũng rất là nhiều lần rồi mà chị Thu được cái anh quản lý này cứu. Thì bữa nay á, là cũng được thêm một vụ. Không biết trong cái lúc mà ông đó ông dê xòm chị Thu á, thì cái thế lực nào đã đè ông ra rồi đánh ông túi bụi như vậy. Lúc đó người đầu tiên mà chị Thu chỉ nghĩ tới chính là ba chị thôi. Chỉ có ba chị mới bảo vệ yêu thương chị nhiều như vậy thôi, chứ làm gì có vong hồn xa lạ nào mà lại muốn bảo vệ chị như vậy. Rồi hen thì đó là một vụ. Chị làm được một khoảng thời gian rồi cũng khá khá hơn, chị mới xin nghỉ ở cái chỗ bưng bê phở kia. Mà buổi tối á, chị lại xin chị đi làm ở bên cái khu bùi viện á. Chị ra ngoài đó xin vô một cái quán cà phê Tây, thì chị cũng làm việc ở đó. Làm việc được một thời gian á, là ngoại ngữ của chị càng được trau dồi hơn. Chị biết tiếng Anh, rồi chị còn biết tiếng Nhật, biết tiếng Trung, biết tiếng Hàn luôn. Tự nhiên vô đó làm mới thành ra đa dạng thứ tiếng. Chị làm được một khoảng thời gian á, thì tiền của chị cũng ngày càng nhiều rồi. Mà có điều á, để tiết kiệm nhất chi phí, chị đã ở lại tại chỗ quán nhậu á, bởi vì cái chỗ đó là người ta bao nhân viên ăn ở luôn. Giờ chị chuyển qua là buổi sáng á, từ cái lúc 8 giờ chị sẽ làm tới 10 giờ tối ngày hôm đó. Rồi sau đó từ 10 giờ chị chạy qua bên phố đi bộ, chị làm tới 3 giờ sáng chị mới nghỉ. Là chị cài cuốc suốt vậy đó. Dần dà thì chị cũng tích góp được một số tài sản. Chị có mua một cái điện thoại di động nhỏ nhỏ. Hồi đó là còn xài cái di động mà bằng phím á, cái nút nhỏ nhỏ của mình á. Chị mua cho chị một cái. Rồi chị cũng mua về cho má ở dưới quê một cái nữa để có gì tiện liên lạc với nhau. Cái bữa hôm đó chị đi làm chị mệt dữ lắm rồi, chị nằm lăn ra chị ngủ. Tầm khoảng cái lúc hừng hừng sáng, ở trong giấc mơ chị nghe thấy cái tiếng kêu của ba chị: "Thu ơi, dậy đi con, nó lấy tiền của con kìa Thu ơi, dậy đi." Chị nghe vậy thì chị ngồi bật dậy, tự nhiên cái lúc đó là đầu óc của chị nó tỉnh như sáo luôn. Chị dòm thì chị thấy có một cái đứa này là làm ở chung chỗ quán nhậu của chị á, bây giờ nó đang lại nó lục lọi cái túi của chị, mà ở trên túi của nó đang còn cầm một cái sấp tiền của chị nữa. Chị mới lên tiếng hỏi: "Ê Hằng, mày làm gì mày?" Chị lên tiếng hỏi gằn giọng vậy đó. Thì cái con nhỏ Hằng đó nó bắt đầu là nó lấy cái số tiền để nó bỏ lại, nói: "Tao thấy cái túi của mày rớt thì tao lụm tao bỏ vô cho mày nè, đâu có gì đâu." Thì rồi hay nó cũng lấy hết mớ đồ lại, nó bỏ trong túi của chị. Chị Thu chị mới lại chị giật cái túi, chị kiểm tra trong đó. Thì bây giờ là tiền nè của chị nè, điện thoại của chị nè vẫn còn ở đó. Cũng hên là chị Thu chị giật mình tỉnh dậy, chứ không là tài sản của chị đã bị mất rồi. Bởi vì chị làm là chị gom gom, tới cuối tháng là giờ gần cuối tháng nè, chị định là sẽ gửi cái số tiền này về dưới quê cho mẹ. Mà nhém chút bị nhỏ Hằng nó ăn trộm rồi. Từ cái lần đó sau mới chị rút kinh nghiệm là chị không có để tiền vậy nữa, mà bắt đầu chị gửi vô ngân hàng. Chị kỹ lưỡng hơn một chút xíu, chứ bây giờ là ở chung môi trường tập thể á, nó phức tạp quá đi. Lỡ đứa này không lấy thì đứa kia nó cũng lấy hả? Chị làm dần dần được một khoảng thời gian rồi á, qua được 2 năm sau. Số tiền mà mẹ chị nợ á, chị cũng đã trả cho mẹ được luôn rồi.
Bây giờ là gia đình của chị đỡ hơn rất nhiều, không có bị áp lực tiền bạc nữa. Cái thằng em trai kế của chị lúc đó nó cũng lớn giận, bây giờ là nó bằng với thời điểm lúc mà chị mới lên Sài Gòn á. Nó gọi điện năn nỉ chị Thu hoài à, kêu là chị hai, cho em lên làm chung với chị hai chứ, để em kiếm tiền em phụ má sửa nhà, cái nhà giờ nó lụp sụp quá trời đi. Mỗi lần mà gọi về thì em của chị Thu lại năn nỉ là kêu nó cho lên Sài Gòn làm đỡ đi, cứ năn nỉ vậy hoài đó. Rồi thấy cũng thương, sau đó chị kêu em chị lên, hai chị em mới ra mướn chỗ một cái phòng trọ này. Chị giới thiệu qua cái chỗ quán cà phê lúc trước chị lên chị làm á, giờ là cho em chị qua bên đó làm. Mấy chị em mà trước giờ lên đây làm là toàn khai tuổi giả không á nghe, chứ dưới 18 tuổi là người ta không cho làm đâu. Mà do ngoại hình của hai chị em là nhìn cũng hơi chững chững, lên hỏi em mấy tuổi, dạ em 18 tuổi, em 19 tuổi, nói vậy đó rồi người ta cho vô làm hết trơn à. Chị nhớ cái ngày đó là 3 năm kể từ cái lúc mà chị bước chân lên Sài Gòn. Bữa đó sau khi mà chị làm ở cái chỗ quán nhậu xong là lúc 10 giờ. Từ cái lúc 8 giờ thôi chị đã cảm thấy ở trong người nó bồn chồn, nó hồi hộp mà nó khó chịu, nó kỳ cục dữ lắm. Tới cái lúc mà chị đi vô trong nhà vệ sinh, chị đi tiểu, chị mới nghe thoáng ở bên tai vậy nè. Về nhà đi con, về nhà lẹ lẹ đi con. Chị nghe rõ ràng cái âm thanh đó thì chị biết cái giọng này là giọng của ba mình chứ ai nữa. Sau khi mà làm xong ở cái chỗ quán nhậu đó, chị mới gọi điện cho cái người quản lý ở bên cái cà phê bên Tây kia là xin nghỉ bên bển. Làm xong là chị chạy qua chị đón em chị, hai chị em chạy xe về trong đêm luôn. Nhà của chị là ở dưới Vĩnh Long, hai chị em là lên xe ngày hôm đó giọt chạy cái dèo về dưới quê. Sau khi mà về dưới quê rồi á, là tầm khoảng 2 giờ mấy. Về ha mà chị cứ thấy bồn chồn hoài, bởi vì cái lúc mà chị gọi điện về là chị gọi điện không có ai nghe máy cả. Nhỏ em út của chị á, bây giờ nó cũng 4 tuổi mấy rồi. Mà không biết sao á, gọi điện về là không có nghe cái tiếng điện thoại nó đổ chuông nữa, không biết là cái vụ gì xảy ra. Hồi hộp quá cho nên chị về. Cái lúc mà chị về là chị thấy nhỏ em của chị nó đang ngồi kế bên mẹ mà nó khóc miếu máu không à. Chị chạy lại chị rờ mẹ chị thì thấy người của mẹ nó sốt rất là cao luôn. Mà bây giờ là chị với em của chị kêu lai cỡ nào mẹ cũng không có tỉnh cả. Sợ quá trời. Lật đật chị với lại là thằng em của chị mới để mẹ lên giữa xe, chạy thiệt là nhanh lên trên bệnh viện rồi cho mẹ cấp cứu liền trong cái ngày hôm đó luôn. Còn nhỏ em thì gửi qua bên nhà ông Sáu đỡ. Cái bữa hôm đó hên là chị Thu với em của chị về kịp lúc, bởi vì là mẹ của chị lên sốt rất là cao. Người ta nói mà để qua cái đêm nay chắc là mẹ không có qua khỏi rồi. Rất là may mắn vì có ba nhắc nhở mà hai chị em đã về kịp thời, chứ không là mất ba, bây giờ là thêm mất mẹ nữa, chị không biết sống dựa vô đâu luôn á. Rất là may mắn sau đó thì mẹ của chị cũng từ từ hồi phục lại. Thì sau đó chị kể lại là cho mẹ chị nghe là ba đó, ba kêu chị em của chị về rồi mới kịp để cứu mẹ. Khi mà mẹ hồi phục rồi, cả nhà của chị về đó rồi cúng kiến cho ba, cảm ơn vì ba đã cứu mẹ một lần như vậy. Cái khoảng thời gian sau này nữa, chị lên đây chị làm. Chị làm từ từ, chị giỏi giang, chị có kinh nghiệm quá, chị mới lên làm quản lý của một quán cà phê này. Thì sau đó là chị có quen một cái người đàn ông này. Nhà của anh đó là ở bên khu vực Tân Định, quận Nhất. Nhà của anh giàu khủng khiếp luôn. Sau khi mà hai người tìm hiểu với nhau thì cái anh đó mới cầu hôn chị Thu. Chị Thu chị cũng thích cái anh đó, bởi vì thấy là anh cũng có chí hướng, rồi anh cũng đẹp trai, rất là thu hút luôn. Sau khi mà về kết hôn rồi thì chị mới gom một số vốn của chị mở ra một quán cà phê nhỏ là để riêng cho mình, chứ không còn đi làm cho người ta nữa. Sau đó xong, hai vợ chồng cưới nhau được 2 năm, từ từ anh chồng của chị Thu càng ngày càng đổ đốn. Anh không có chuyên tâm đi làm như ngày xưa nữa đâu. Nhà của anh dù rất là giàu rồi, mà bây giờ anh chuyển qua đi ăn chơi, nhậu nhẹt và gái gú nhiều lần lắm. Chị Thu chỉ nói chồng mình rất là nhiều lần mà không được. Có một khoảng thời gian là chị Thu phát hiện anh chồng của mình, anh đi chơi chắc cứ thích. Chị về là chị nhắc ảnh, chị nói là ảnh bỏ đi, không được thì hai người sẽ ly dị nghe. Ảnh cũng nói ảnh bỏ, là khoảng thời gian sau không có thấy anh chơi nữa. Đùng một cái cho tới cái ngày hôm đó,
Bình thường á, tầm khoảng lúc 8 giờ là chị Thu sẽ không có buồn ngủ đâu, lúc đó tỉnh như sáo vậy đó. Mà cái ngày hôm đó đặc biệt, chị lại cảm thấy rất là buồn ngủ. Chị ngồi ở trên bàn, chị làm việc chút xíu, chị ngã ra trên bàn, chị ngủ gật luôn. Trong cái lúc ngủ gật đó, chị thấy ba hiện về với cái vẻ rất là gấp gáp. Ba kêu chị á, đi ra khỏi nhà đi con, lẹ lên con, đi ra khỏi nhà đi con. Sau cái giấc mơ đó lập tức là chị bừng tỉnh dậy. Chị không có biết nguyên nhân gì sao, mà chỉ biết á, ba của chị về nhắc chị vậy, thế nào là cũng có chuyện. Nên chị đã xách túi của chị đi qua nhà của một người bạn để mà chị ngủ đỡ trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà chị qua nhà của nhỏ bạn á, là trong cái ngày hôm đó nghe, chị nhận được gần cả 100 cuộc gọi của chồng chị gọi chị đó. Dự cảm là có chuyện không lành thiệt rồi, mà chị không có thèm nghe máy đâu. Qua tới sáng hôm sau, sau khi mà chị Thu chị đi về nhà, chị nhìn thấy là ba mẹ chồng của chị ở trên đầu bị một vết thương rất là lớn, đã bị băng bó một cái cục trắng tươi ở trên mé đầu vậy nè. Chị đâu có biết vụ gì đâu, chị vô chị mới hỏi, ủa ba mẹ ơi, ba mẹ bị gì vậy? Lúc này ba mẹ chồng của chị cái mặt rầu khủng khiếp rầu luôn. Tới chừng mấy người giúp việc trong nhà đi xuống, chị thấy ai cũng bị băng bó vết thương hết trơn. Tưởng là hôm qua có một cái vụ gì đó kinh khủng lắm trong nhà không à. Chị hỏi ba mẹ chị buồn lắm không trả lời. Cái người giúp việc á, mới lại nói với chị, cô Thu ơi cô Thu, hên á, là hôm qua cô Thu không có nhà. Tối cái lúc mà cô Thu đi rồi tầm nửa tiếng, cái cậu chủ mới về nhà. Cậu chủ về mà cậu xách theo cây gậy đánh golf của cậu, cậu đi thẳng lên trên phòng của cô chủ kiếm cô đó. Mà hên là cô Thu đi rồi, ổng không có thấy cô chủ đâu á, là cậu đập banh chành cái phòng của cô trển hết. Cái lúc đó nè, ông bà chủ mới đi từ ở dưới bếp đi chạy lên thiệt là lẹ, cản cậu chủ lại. Mà cậu chủ lúc đó hình như là cậu chủ chơi chắc chắn rồi cô chủ ơi. Cái mặt của cậu chủ nó xanh lè, mà hai cái con mắt của ổng nó lừ đừ, rồi cái mặt nhìn thấy ghê dữ lắm, cứ hầm hầm vậy đó. Ông bà chủ lên cản thì cậu chủ đã đẩy ba mẹ của cậu ra, rồi còn quất cho mỗi người một cái. Bây giờ trên trán của ông bà chủ ai cũng bị vết thương nặng hết. Rồi tụi tôi nè, tụi tôi cũng lên can á, cậu chủ cũng quất cho mấy phát. Ở trong nhà giờ ai cũng bị thương hết trơn á, hên á, là hôm qua cô chủ không có nhà, chứ mà cô chủ có nhà tôi không biết là cái gì xảy ra với cô chủ luôn. Cái cô người giúp việc cô ra cô kể một tăng vậy đó. Chị Thu chị mới hỏi là vợ chồng của chị đâu rồi. Tới cái lúc này luôn á, mẹ chồng của chị mới lên tiếng. Mẹ đưa nó lên trên trại cai nghiện rồi, nó bị nghiện rồi con ơi. Sau cái vụ đó xong là chị Thu mới quyết định sẽ ly dị với cái người chồng của chị. Cũng không có con cái, không có vướng bận gì hết trơn á. Thôi giờ mạnh ai nấy đi đi, chứ chồng của chị giờ là hết phương cứu chữa rồi. Và đó là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của chị, cũng là cái mối tình đầu của chị luôn đó. Nhờ hên là hôm bữa ba kêu chị đi ra khỏi nhà, chứ mà bữa hôm đó cái gậy đánh golf nó mà quất vô trong đầu của chị á, chắc là máu nó cũng xịt ra luôn rồi đó. Xong hen, tới cái khoảng thời gian sau là tới 2 năm sau nữa lận. Đợt đó thì chị đi du lịch, chị qua bên Thái Lan chị đi du lịch. Thì chị có vô tình chị gặp một cái người đàn ông này, cái người này là người Nga. Chị chỉ vô tình gặp cái người đàn ông đó thôi, rồi sau đó là hai bên trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Khi mà chị về nước rồi, cái anh kia thì anh cũng đi về ở bên nước của ảnh là về bên Nga. Và cho tới tận khoảng 2 năm sau, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thì cái anh người Nga đó, ảnh mới quyết định là ảnh đi qua bên này để mà ảnh muốn hỏi cưới chị. Thì cái lúc mà anh kia nói vậy, chị Thu chị nói, ừ, vậy anh qua đi, anh qua ăn cái là em chịu liền. Mặc dù chị nói vậy chứ trong lòng của chị không có nghĩ là cái người đàn ông kia sẽ đi từ bên nửa trời kia mà về tới Việt Nam để hỏi cưới chị đâu. Chị không có hề tin vào cái điều đó luôn. Nhưng mà chắc hẳn là cái mối duyên rồi. Tới cái lúc hôm đó chị ở đây, chị đang làm việc của chị ngoài quán cà phê, chị mới nhận được một cái cuộc gọi. Alo, em ơi, anh về tới sân bay rồi nè, em ra đón anh đi. Cái lúc đó luôn là chị Thu mới bị dở òa. Không ngờ là cái người đàn ông kia đã sẵn sàng đi về bên này. Mà anh nói anh đã thu xếp hết tất cả công việc, anh sẽ về hẳn Việt Nam để mà anh định cư ở đây với chị luôn. Anh này anh về đây á thì anh cũng làm một công ty ở đây, còn bên bển thì anh cũng có một công ty bển nữa,
ảnh cứ đi đi về về vậy đó, nhưng mà hầu hết ảnh sinh sống là ở tại Việt Nam. Trước khi mà hai người cưới nhau, cái bữa hôm đó chị có mơ thấy một giấc mơ. Ở trong giấc mơ, ba của chị Thu lại hiện ra nói với chị. Đợt này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ba chị nói vậy đó, rồi sau đó ba mỉm cười, ba lùi dần 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 lại phía sau là một cái mảng ánh sáng, nó sáng quắc luôn, chị không thấy gì cả. Ba lùi vô đó rồi là ba biến mất. Rồi qua tới ngày hôm sau hen là tổ chức một cái buổi đám cưới cho chị. Chị rất là vui, hạnh phúc khủng khiếp luôn. Người chồng thứ hai của chị á, yêu thương mẹ của chị chứ yêu thương những người em của chị á, như là người thân ruột thịt của anh vậy đó. Cái lúc đó chị càng cảm nhận được lần này là chị đã chọn đúng người rồi. Từ lần đó cho tới hiện tại, bây giờ là con của chị với cái anh người Nga đó đã được lên 6 tuổi. Thì hai người có một cuộc sống hôn nhân rất là vui vẻ, rất là mỹ mãn. Mà cái anh này, ảnh là người phương Tây nữa, cho nên là ảnh đối xử với chị, nó nhẹ nhàng, nó trân trọng, tinh tế lắm. Ảnh cũng yêu thương gia đình của chị hết mực luôn. Chị Thu, chị cảm thấy rất là biết ơn vì chị đã gặp được một cái người đàn ông tốt như vậy hen, như cũng rất là mừng cho chị Thu. Rồi thì đó là câu chuyện mà chị Thu chị gửi lại cho mình. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là Như được một chị kể lại cho Như. Mà cái sự việc này là xảy ra với người bạn thân của chị. Cái anh đó, ảnh tên là anh Nhân. Quê của anh Nhân là ở ngoài Hà Nội. Từ cái hồi lớp 7, cái chị gửi chuyện về cho mình với anh Nhân đã học chung, hai người quen biết nhau rồi. Mà từ cái giai đoạn đó, anh Nhân này có chia sẻ với chị này. Anh đó là ngoại hình của ảnh là con trai nghe. Ảnh không có thích là biến mình thành con gái gì hết. Ảnh thích là ngoại hình hiện tại của ảnh, vậy là ok rồi. Mà có điều ảnh không có cảm xúc với con gái, mà ảnh thích con trai. Từ cái lúc lớp 7 đó là ảnh đã chia sẻ riêng với cái chị này vậy, do hai đứa chơi thân với nhau quá nên ảnh mới kể. Chứ còn vào cái lúc đó là bạn bè gia đình của ảnh không có ai biết cả. Anh Nhân này ở trong gia tộc của ảnh, ảnh là cái người con trai duy nhất của cái người con trưởng ở trong nhà luôn. Ảnh là cháu đức tôn luôn đó. Mà ở bên gia đình của ảnh cũng giàu có khá giả nữa. Nên anh Nhân này ảnh bị một cái trọng trách rất là lớn đè lên trên người của ảnh. Từ cái khoảng thời gian đó tới lớp 12 là hai người vẫn học chung. Anh Nhân kia có một lần ảnh chia sẻ là ảnh thích một cái bạn nam đó mà ảnh không có dám nói. Ảnh cũng ngại lộ cái giới tính của mình vậy đó. Bởi vì sợ gia đình, rồi bạn bè những người khác biết sẽ chọc ghẹo ảnh, rồi ba mẹ sẽ rất là thất vọng. Bởi vì ảnh sống trong một cái gia đình có tư tưởng rất là phong kiến luôn. Với cái giới tính thứ ba này thì chắc chắn là gia đình không có chấp nhận đâu. Sau khi mà học xong lớp 12, anh này ảnh đi du học. Ảnh đi Đức du học 5 năm, rồi sau đó ảnh trở về. Trong khoảng thời gian 5 năm mà ở bên Đức thì ảnh có quen một cái anh kia cũng là người Đức luôn. Thì hai người đã có mối quan hệ yêu đương vậy đó. Mà từ cái lúc anh Nhân ảnh quay trở về nước á, thì ảnh đã chia tay với cái người bạn trai Đức kia rồi. Mà trong cái giai đoạn đó ở nhà là không có ai biết, không có ai biết là anh này ảnh thuộc cái giới tính thứ ba như vậy nghe. Từ lúc mà anh Nhân về nước xong, ba mẹ của ảnh bắt đầu hối thúc ảnh lấy vợ. Cứ kêu hoài rồi cứ tìm người này người kia giới thiệu, kêu ảnh đi coi mắt đi. Mà ảnh đâu có chịu đâu. Mới đầu thì ảnh chưa có công khai giới tính của mình. Mà có điều sau đó cứ bị ba mẹ thúc ép hoài, cứ đi coi người này người kia hoài. Ảnh không có muốn điều đó, bởi vì ảnh đâu có tình cảm với con gái đâu, mà cứ bắt đi coi mắt con gái hoài, đâu có chịu. Cho tới cái lúc đó ảnh bị thúc ép nhiều quá, nên ảnh đã nói thật với gia đình của ảnh. Là ba mẹ, con không có thích con gái, con thích con trai. Cái lúc mà ảnh nói ra điều đó, ba mẹ của ảnh chưng hửng luôn, tưởng là anh này nói giỡn không à. Nhưng mà ảnh khẳng định chắc nịch 100%, ảnh là người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba rồi, ảnh không có thích con gái đâu. Dù là ngoại hình của ảnh nó nhìn men, nhìn mạnh mẽ vậy đó, chứ ảnh là ảnh thích con trai, ảnh thích người đồng giới với ảnh. Sau khi mà ba của ảnh nghe xong câu chuyện đó là ba ảnh điên tiết lên trơn. Rồi ở trong nhà bà nội cũng chửi ảnh xối xả nữa. Mày nhất định mày phải cưới vợ, mày phải nói giỏi tông đường nữa. Chứ cái gì đâu mà mày thích con trai, mày khùng hả mày? Chửi quá thì chửi luôn. Rồi sau đó anh này ảnh vẫn một mực ảnh khẳng định, con thích con trai, con là con thích con trai, cô không có thích con gái. Nói lại rất là nhiều lần.
Lúc đó ba của anh Nhân tức giận quá liền đuổi anh ra khỏi nhà. Giờ bị đuổi rồi thì anh cũng đi thôi. Anh Nhân anh cũng giỏi lắm, từ lúc mà anh về anh làm bươn chải thì anh đã có được một cái shop thời trang. Anh cứ làm dần dần vậy đó, rồi từ từ anh đã mở ra được ba cái chỗ shop thời trang ở trong khu vực Hà Nội. Từ cái lúc mà bị đuổi xong vậy đó là ba đâu có gọi điện gì cho ảnh đâu, ảnh cũng dám gọi điện gì cho nhà nữa. Lâu lâu mẹ nhớ thì mẹ gọi điện, anh Nhân mới dám nghe thôi. Rồi thời gian đó một lần ảnh đi tới dự buổi tiệc của một người bạn, thì ảnh có quen một anh kia tên là anh Tú. Hai người đã từ từ tìm hiểu nhau rồi tiến tới cái mối quan hệ yêu đương. Hai người là đều thuộc giới tính thứ ba vậy hết đó nghe. Rồi hai người yêu xong hen cũng cùng chí hướng rồi dọn về ở chung một nhà luôn. Cái khoảng thời gian sau này nữa, tự nhiên ba ảnh lại gọi điện cho anh Nhân và kêu ảnh là phải đi ra mắt, kêu đi coi mắt nữa đi. Mà rõ ràng lúc trước ảnh nói là ảnh không có thích con gái rồi mà cứ kêu đi coi mắt hoài. Ba ảnh cứ gọi điện đúc thúc ảnh hoài vậy đó. Xong cái bữa hôm đó anh tức mình quá, ảnh mới dẫn anh Tú này về luôn. Hai người dẫn về đây để mà ra mắt ba mẹ. Ảnh mới nói, bữa nay con dẫn người yêu của con về ra mắt bố, bố nhà đi. Ảnh nói với bố ảnh vậy đó, rồi sau đó là ảnh dẫn anh Tú này về để mà ra mắt bố. Cái lúc mà dẫn vô không phải là một người con gái, mà là một cái người con trai, cái tướng đô bự hơn cả con trai mình luôn. Mà hai đứa đi vô lại nắm tay rồi ôm ấp xà nẹo. Cái ông bố này không chịu đâu có nổi đâu. Lập tức là ông lên cơn điên, chửi hai người rồi lấy cái chổi chạ, đánh anh Nhân với anh Tú quá trời luôn, đuổi hai người phải đi. Còn bà nội cũng đứng ở một góc cũng chửi, rồi vừa chửi vừa kêu trời kêu đất trách móc. Còn về phần mẹ của anh Nhân, từ lúc mà anh Nhân anh come out thì mẹ không có cái thái độ gì trơn. Không lẽ là mẹ biết từ trước hay sao? Thế là mẹ thản nhiên dữ lắm, mẹ cũng không có binh vực mà mẹ cũng không có theo về phía ba nữa. Bị đuổi xong vậy là anh Nhân với anh Tú về hai người rất là buồn. Tự trách không lẽ là cái giới tính của mình vậy là có lỗi hay là sao? Mình đâu có quyền lựa chọn giới tính của mình đâu. Rồi thì cái khoảng thời gian sau đó hai người cũng rất là buồn nhưng mà vẫn yêu nhau nghe, không có từ bỏ. Cho tới một cái ngày hôm đó, lúc mà hai người đang đi hẹn hò ngoài công viên á, đang đi uống nước với nhau thôi. Vô tình là ba của anh Nhân chạy ngang qua đây, ba mới phát hiện là hai ảnh đang ngồi nắm tay á, mà đang ngồi uống nước vậy đó. Ba ông mới nhào lại tán một cái bóp vô trong mặt của anh Nhân luôn. Giữa chỗ đông người đó mà ba tán cái anh Nhân muốn té cắm đầu xuống. Ba mới chỉ thẳng vô trong mặt của anh Nhân, mày về nhà liền cho tao. Ba nói chuyện với cái giọng giận dữ khủng khiếp lắm. Đánh xong cái ba lườm anh Tú kia cái ba leo lên trên xe ba chạy cái dèo về nhà. Thì lúc đó anh Nhân với anh Tú này hai người ai cũng sợ hết, đâu có dám về nhà đâu. Tới tầm khoảng 9 giờ mấy là mới thấy một cuộc gọi là mẹ gọi. Mẹ gọi là anh Nhân mới dám nghe. Anh vừa bắt máy lên, dạ alo con nghe nè mẹ. Thì cái lúc này là cái giọng của ba ảnh phát ra. Một là mày đi theo cái thằng BD đó. Hai là nhà tao uống thuốc trầy, tao chết cho mày coi. Ba của anh Nhân nói chuyện vậy đó, là sau đó bà tắt một cái rụp. Lúc nãy anh Nhân anh cũng hoang mang dữ lắm, biết là ba gọi điện kêu mình về nhà đó, rồi ba còn hù uống thuốc trầy, thuốc trừ sâu gì nữa. Anh Nhân anh cũng rất là sợ, nhưng mà anh cứ nghĩ là bây giờ ba ông chỉ hù vậy thôi. Anh để cho khi nào ba nguôi giận, có gì thì anh Nhân sẽ về năn nỉ sau. Cho nên cái bữa hôm đó là anh Nhân với anh Tú cũng không có về nhà luôn. Mà có điều cái sự việc đó không phải là ba của anh Nhân hù, ba của ảnh đã làm thiệt luôn. Cho tới 2 giờ sáng ngày hôm đó thì anh Nhân mới nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Thì khi mà thấy mẹ gọi giữa khuya vậy đó, anh Nhân anh dự cảm là có chuyện không lành rồi. Mẹ gọi điện nói, alo, bố của mày uống thuốc trừ sâu chết rồi nè, mày về lẹ đi con. Nhận được cái thông tin đó mà tay chân của anh Nhân bủng rủng luôn, anh không tin đó là sự thật. Thì anh mới nói với anh Tú á, hai người vợ là lẹt đợt thu soạn hành lý đi lẻ về bên gia đình để mà phụ sự đám tang của ba. Anh Nhân ảnh không ngờ là ba của ảnh lại làm một cái điều dại dột như vậy. Không lẽ chỉ vì giới tính của mình đặc biệt vậy mà ba lại uống thuốc trừ sâu ba không có chấp nhận chịu được hay sao?
Cái khi mà ảnh vừa về, ảnh vừa đi tưởng trước, ảnh chạy sắn xuống vô trong phòng á. Cái lúc đó là ba để trên giường. Thì ảnh vừa mới lại, ảnh lai ba của ảnh thôi. Cái lúc ảnh vừa mới chạm vô, ảnh kêu, bố ơi. Thì cái lúc đó là ở trên mặt mày của ba nhân á, là ở trên khuôn mặt á, mắt đã nhắm rồi nghe, mà hai cái dòng máu nó chảy ra từ khóe mắt. Ở cái khóe miệng nó cũng bị chảy máu. Ở cái chỗ khóe mũi nó cũng chảy máu luôn. Là ở trên mặt của ba nhân là máu me nó chảy ra đầy luôn. Thế là bà hừ hừ lên mấy tiếng, rồi sau đó là bà ọc ra máu vậy. Trong khi là ba đã chết rồi. Cái lúc mà lại đây á, là mặt mày của ba nó đã xanh lè luôn. Cái môi nó đã trắng chạch. Vậy đó mà ba lại bị ọc máu ra. Thì cái lúc đó có một người ở trong dòng họ mới kêu á, thôi thôi hai đứa con đi ra ngoài đi, bố tụi bay không có chịu rồi, đi ra đi. Anh Nhân với anh Tú cũng bị đuổi ra ngoài. Rồi sau đó là hai người lật đật đi lên ở trước để mà đốt cái nén hương cho ba. Hai người vừa mới xẹt cái hộp quẹt lên một cái là cái lửa nó phật cháy, nó cháy hết cây nhang, nó cháy ngùn ngụt luôn. Phỏng tay anh Nhân mà anh phải dục cây nhang xuống đất. Cái lúc như vậy thì bà nội ra, bà nội mới nói, tụi bay làm trái ý của nó, bây giờ nó không có chịu đâu. Anh Nhân với lại anh Tú hai người chỉ biết nhìn nhau thôi, buồn rười rượi chứ không còn biết nói cái gì nữa cả. Rồi trong ngày hôm đó, những người trong dòng họ là cứ nói xì xào về cái giới tính đặc biệt của anh Nhân và mối quan hệ của anh Nhân với cái anh Tú này. Người ta cứ nói ra nói vào, nhìn hai người mà chỉ vậy nè, rồi xì xào, nhìn mắc bực dữ lắm. Mà anh Nhân anh cũng chấp dứt đâu. Sau đó thấy tình cảnh này không ổn rồi, anh Nhân ảnh mới kêu là anh Tú á, thôi anh Tú đi về đi, có gì xong hết thì sẽ kêu anh Tú qua, chứ giờ ở đây vậy không ổn đâu. Mới đầu á, anh Tú anh cũng chịu về đâu, định là sẽ ở lại đây phụ. Mà có điều á, anh Nhân cứ kêu về hoài à. Thôi giờ thấy gia đình lu bu quá, nên anh Tú anh cũng đi về trước luôn. Trong vòng cái ngày đám tang ngày hôm đó nghe, là anh Nhân này không có hề lại gần ba mình được một chút xíu nào luôn. Tới cả cái khu vực mà lên trên cái chỗ mà gần bàn dông á, cứ lại một cái là mấy cái đèn cậy đó nó bị phật tắt. Tự nhiên vậy nó phật lên nữa tắt. Còn cái tấm di ảnh của ba đang để bình thường, mà anh Nhân bước vô một cái là nguyên tấm di ảnh nó lớp cái ập xuống. Nguyên cái tấm di ảnh nó bị ập hẳn xuống luôn. Rồi cái lúc mà anh Nhân này anh lại gần cái quan tài, thì ở chỗ bàn dông cũng xảy ra cái hiện tượng như vậy. Trong cái ngày đám tang ngày hôm đó thì có chú này là chú Út. Thì tư tưởng của chú Út cũng cởi mở hơn, cũng tân tiến hơn. Chú Út mới vô thắp một nén nhang, vừa đốt nhang mà chú Út vừa nói để mà binh vực chỉ hướng của anh Nhân này. Anh ơi, thôi thời này thời nào nữa rồi, miễn con mình nó vui vẻ hạnh phúc được rồi, chứ nó yêu ai thì yêu chứ giới tính có gì đâu. Nói dứt câu một cái, chú Út cắm cái cây nhang vô trong lư hương thì cả cái lư hương nó bốc cháy ngùn ngụt lên luôn. Nó còn ghê hơn là khi mà anh Nhân lại đốt nhang nữa. Lúc này thì mọi người mới lẹ lẹ lại lấy cái chỗ lư hương đó dập tắt lửa, chứ không là nó cháy hết cái bàn dông luôn. Bà nội lúc đó lại mới nói, mày nói năng cái kiểu gì Út? Đã nói không có hại lòng Nhân, rồi nó uống thuốc đầy nó chết luôn á, mà giờ mày binh thằng Nhân cái gì nữa? Những người dòng họ còn lại ai cũng trách chú Út kia cả, mà thiệt sự là chỉ có chú Út là người hiểu anh Nhân thôi. Xong liền cái khúc đó là ông chú Út ổng bị mọi người giờ nói dữ quá, chú Út mới đi xuống làm sao. Sau khi mà đi tới chỗ mé cửa, chú Út nhìn ở trong đó là chú Út nhìn thấy chính là vong hồn của ba anh Nhân hiện ra. Mà cái mặt của ba thì cúi gằm xuống, nhìn cái mặt nó dữ khủng khiếp luôn. Hai con mắt thì trợn ngược lên nhìn đỏ ngầu nha. Mới nói lại với chú Út đó, mày nói gì Út? Bộ mày muốn con mày bê đê lắm hả? Mày biến khỏi nhà tao. Sau khi mà bị đuổi vậy đó, mà ông chú Út kia lại thấy cái khuôn mặt kinh dị của ba hiện ra, thì chú Út sợ quá, ông bỏ tuôn lên này ông chạy. Thì những người trong này thấy là chú Út ông chạy mà ông té lên té xuống mới hỏi ông. Thì ông chỉ ra sao? Ông anh hai, ông sao biết kìa, ông mới hù tôi kìa, ông đuổi tôi kìa. Nói xong chú Út ông ra ông lấy xe ông đi te te ông về nhà của ông luôn. Trong vòng cái ngày đám tang hôm đó, cứ nhắm mắt lại là anh Nhân anh lại nhìn thấy ba của ảnh đuổi anh đi. Ba không có cho ảnh ở trong nhà đâu, cứ nhắm mắt lại kêu, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Nhắm mắt lại là ảnh cứ thấy ba mặt rất là giận dữ, chỉ vô trong mặt của ảnh rồi nói vậy đó, cứ bị sốt.
Cho tới cái ngày mà chôn cất ba thì ảnh cũng đứng ở đó để mà ảnh theo cái đoàn đám tang. Có điều lúc ảnh đứng đó là những cái người mà nhất quan tài không có cách nào khiêng cái hòm của ba được lên luôn. Thì khi đó bà nội mới kêu á, thằng Nhân ơi, mày đi ra khỏi nhà đi. Anh Nhân anh cũng lủi thủi đi ra ở trước cổng. Vừa khi mà anh ra khỏi cổng rồi, anh dòm vô là thấy mấy người khiêng quan tài này á, khinh cái hòm của ba đi te te nhẹ hết tên hả. Thì lúc này là anh biết là ba anh giận anh cỡ nào rồi đó. Tới cái lúc mà chôn thôi á, mà còn lại không có cho ảnh lại gần như vậy nữa. Rồi thì sau đó là đám tang của ba diễn ra xong. Trong vòng một tuần lễ đó thì ảnh ở lại để mà ảnh phụ sự đám tang của ba. Có điều là mấy ngày hôm đó, ngày nào ảnh cũng nghe thấy tiếng chửi mắng quát tháo của ba. Nhắm mắt lại là thấy ba cứ đuổi đi hoài. Ảnh kể lại cho mẹ nghe vậy đó, thì mẹ nói, thôi giờ là đi ra ngoài đi. Khi nào mà ổn á, thì mẹ sẽ kêu anh Nhân này về. Những ngày như vậy anh Nhân ảnh buồn khủng khiếp luôn, ảnh cũng lặn lội đi về căn nhà kia ở chung với anh Tú. Thì về ảnh cũng kể lại cái câu chuyện là ảnh gặp những cái hiện tượng vậy đó, hai người buồn khủng khiếp luôn. Từ cái lúc mà ba ảnh còn sống cho tới cái lúc ba mất rồi vẫn không hề chấp nhận hai người nữa. Anh Nhân ra ngoài ở riêng tách biệt với gia đình hơn khoảng 2 năm, thì cái lúc đó anh Nhân mới bị bệnh thận. Ảnh cứ đi chạy chữa hoài mà không có hết, bây giờ có thể trị tuyệt đối luôn là thay một cái trái thận mới vô, cái lúc này là nguy cấp lắm rồi. Mẹ của anh Nhân mới xin những người trong dòng họ, có anh em họ hàng có ai không, giờ là xin trái thận đi. Mà xin không có ai cho hết trơn á. Còn riêng về phần của anh Tú kia, khi mà thấy người yêu của mình bị vậy đó, anh Tú anh cũng vô xét nghiệm. Cũng may mắn là hai người kích cỡ phù hợp rồi những điều kiện là thích hợp nên có thể ghép được. Khi mà biết cái tin đó là bà nội với lại là mẹ của anh Nhân, những người trong dòng họ ai cũng nhìn anh Tú với một ánh mắt khác cả. Không lẽ là hai người này yêu thương nhau thiệt hay sao ta? Hai người con trai yêu thương nhau hả ta? Những người trong dòng họ ta đặt ra một cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đó. Rồi sau đó cũng tới ngày là phẫu thuật ghép thận cho anh Nhân. Trong cái lúc phẫu thuật đó, cái vía của anh Nhân đã nhìn thấy khi mà cái bụng của ảnh vừa bị rạch ra rồi á, là linh hồn của ảnh á, là nó bay dứt dưỡng đâu ngoài á. Ảnh nhìn thấy là ba của ảnh đang đứng ở gần đó, mà cái mặt của ba nhìn đăm chiêu lắm, ba đang nhìn ảnh. Tới khi mà ảnh tỉnh lại rồi á, thì cái cuộc phẫu thuật đã thành công. Anh Nhân với anh Tú hai người đều an toàn cả. Lần này là cái người bà nội đã chủ động đi qua bên nhà của anh Tú để mà cảm ơn. Sau khi mà qua nói chuyện là bà nội rất là ngỡ ngàng. Ở bên nhà đó là anh Tú này cũng là con cháu đích tôn luôn. Mà sao bên nhà kia thoải mái quá vậy? Ở bên nhà của anh Tú là đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Biết hai người quen nhau lâu rồi cũng cho phép thoải mái thôi chứ đâu có gì đâu. Vậy đó, bảo bên nhà của anh Nhân này cứ làm khó hoài nên hai người không có tiến tới nhau được. Sau khi mà bà nội qua bên bển nói chuyện rồi á, thì bà nội mới dở lẽ ra cái chuyện đó. Khi mà bà nội qua bển xong á, bà nội về đây thấy anh Nhân khỏe rồi á, bà nội khóc sướt mướt luôn. Bà nội nói là thấy rất là có lỗi với anh Nhân vì hồi trước giờ đã không có hiểu mối tình cảm mà hai người dành cho nhau. Không có ngờ anh Tú kia anh lại thương anh Nhân nhiều tới mức như vậy, tới mức có thể hiến tặng một cái trái thận để mà cho người mình yêu luôn. Rồi thì sau đó là bên gia đình của anh Nhân á, dần dần chấp nhận và yêu quý anh Tú nhiều hơn. Sau khi mà anh Nhân xuất viện á, định là sẽ đi về nhà riêng của mình ở, chứ không có về nhà của ba mẹ đâu. Mà mẹ của anh Nhân mới nói, thôi về nhà đi để mẹ chăm sóc cho. Thôi con không có về nhà đâu, về nhà con sợ bố mắng lắm. Ảnh nói với mẹ ảnh vậy đó, thì mẹ có nói với ảnh là hôm bữa khi mà ảnh phẫu thuật thành công rồi, bữa hôm đó mẹ mơ thấy một giấc mơ là thấy ba về nói chuyện với mẹ. Hai người trò chuyện với nhau lâu dữ lắm, đại ý là ba nói không có ngờ là hai đứa nó lại thương nhau dữ như vậy. Ba có kêu là mẹ rước hai đứa về đi, cho hai đứa nó ở chung, rồi để cho hai đứa nó khỏe mạnh hạnh phúc là được rồi. Tôi thì tôi chết rồi, chứ tôi sợ con của tôi chết lắm. Dù ba ông mất rồi chứ ông cũng rất là thương anh Nhân. Sau đó thì mẹ của anh Nhân cũng rước anh về ha. Ở bên gia đình bên kia là bà nội cũng thường xuyên đi qua bển để mà thăm anh Tú.
Sau khi là anh Nhân với anh Tú này hai người khỏe hơn rồi á, thì hai người lại tiếp tục về cái ngôi nhà riêng để mà ở chung với nhau. Từ cái lúc đó xong á, là hai người có thể thoải mái mối quan hệ yêu đương mà bên gia đình không có ngăn cấm nữa. Thì hai người đã tổ chức đám cưới. Và tới cái giai đoạn hiện tại á, thì hai người có nhận một cái đứa con nuôi là con nhỏ con gái. Cái bé gái này là lụm ở trong bệnh viện á. Nghe nói là mẹ của nó bỏ xong rồi vô đây á, vô tình là anh Tú đã thấy mến đứa nhỏ đó, đã đem nó về làm con nuôi. Hiện tại thì cái bé đó tên là bé Kitty. Bé Kitty nó đã được 2 tuổi mấy rồi ha. Như cũng rất là mừng và Như cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho anh Nhân và anh Tú nữa. Rất là mong những gia đình của mình á, nhiều khi là mình có con cái lại có giới tính đặc biệt như vậy. Thì quý vị ông bà cô chú của mình á, cũng đặt mình vào vị trí của con cháu. Mình theo quan niệm của Như, con cháu của Như nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi hen quý vị. Thì Như cũng thấy rất là nhiều câu chuyện đau lòng giống như là trong câu chuyện của anh Nhân vậy đó. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay mà Như được người chị này là bạn của anh Nhân đã gửi lại cho Như. Bây giờ Như sẽ đi qua cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này Như được một anh, ảnh tên là anh Tý, ảnh gửi lại cho Như. Sự việc này là vừa mới xảy ra hồi 2 năm ngoái luôn. Cái lúc đó là ba của anh Tý nhập viện. Ảnh nhớ rất là rõ, năm đó là ba của ảnh 49 tuổi. Thì ba của ảnh bình thường sức khỏe rất là khỏe mạnh, đi ăn, đi nhậu, rồi đi làm bờ, làm đồng khỏe re, không có bị bệnh hoạn gì cả. Thì đùng cho tới một giai đoạn đó, ba của anh Tý trở nên bỏ ăn, rồi tóc của ba mỗi lần mà chải là nó rụng ra nấm nấm luôn. Rụng mới có mấy bữa mà cái đầu nó muốn hói lụi vậy đó. Do ba không ăn, không uống gì hết á, nên da thịt của ba càng ngày càng teo tóp lại. Gia đình sợ quá mới đưa ba lên trên bệnh viện á. Thì vô đó cho ba không ăn mà, người ta mới bắt đầu là truyền thuốc, truyền chất, rồi truyền nước biển đâu nữa. Ở trên người của ba là do người ta chích hàng ngày, ở những chỗ chích á, là có những cái vết kim, nhìn nó đau đớn dữ lắm. Anh Tý anh nhớ rõ ràng là cái ngày hôm đó cũng là cái ngày ba anh mất đó. Vô thăm ba hen thì ba đã lờ mờ, hôm rải ba có cái triệu chứng là ba hay nói chuyện với cái người âm hay sao á. Thấy ba có nói chuyện với cái ông Mười nào á, mà ba có vẻ rất là có lỗi, rồi thấy ba xin lỗi ông bà à. Anh Tý anh cứ nghe, tôi biết rồi, tôi xin lỗi với ông Mười ơi, tôi xin lỗi ông Mười ơi. Cứ nghe vậy hoài đó. Mà có lúc ba ông đang nằm ngủ giữa khuya thì ông giật mình vậy, ông la hơ, hơ, hơ. Mà thấy ba thở lên, cái vẻ của ba rất là sợ hãi. Thì vào đúng cái ngày đó luôn, là cái ngày mà ba mất á, tầm khoảng 12 giờ mấy trưa, ba của ảnh mới ôm tay ảnh mới nói, ba sắp đi rồi Tý ơi, Mười nó về nó rước ba rồi. Thì lúc này anh Tý ảnh nói, ba ơi ba còn khỏe lắm, ba đừng có nói vậy, mà ông Mười là ông nào với ba. Ba ông mới nhìn ra ở phía sau rèm, ông nói, ông Mười đang đứng ở phía sau con kìa. Tự nhiên anh Tý nổi hết trơn da gà hết trơn à. Rồi mẹ của anh Tý cũng ở đó nữa, da gà da ốc của ai cũng nổi lên cả. Dòm ra cái rèm trắng ở phía sau thì thấy tự nhiên là cái phần rèm đó không có ai đụng cả, mà nó phất phơ nhẹ nhẹ, nó vũ vũ nhìn thấy ghê lắm. Trong khi là mẹ con của anh Tý thì không có thấy gì cả. Ba mới nói ra, hồi trước á, cái lúc ba còn trẻ, ba với ông Mười á, có đi lên trên Campuchia lượm được một cái túi vàng kia, tới 20 cây vàng lận. Rồi trên đường đi tàu về á, ba tham quá, ba đẩy ông Mười xuống, ông chết rồi. Lần đầu tiên mà anh Tý với lại là mẹ của ảnh lại nghe một cái sự thật như vậy. Rồi còn số vàng 20 cây vàng kia là ở đâu, có còn hay không? Thì ba ông cũng nói đâu, ông nói ba đẩy Mười nó xuống, nó chết rồi. Hồi đó ba có mơ giấc mơ, nó nói là nó sẽ theo nó bắt ba, vợ là nó tới nó bắt ba rồi. Thôi chắc bữa nay ba đi. Ba ông nói xong cái hồi ông hước hước lên nữa. Lúc này nhà của anh Tý sợ lắm, lật đật kêu bác sĩ vô. Thì bác sĩ cũng đo tim đo mạch hen, thấy là sao nó vẫn còn bình thường đi. Mà thấy là sao ba càng ngày càng ốm, ba ốm rút lại hết thịt thà luôn. Cái lúc đó ở nhà sợ dữ lắm rồi.
Dạ ba, ổng cứ lúc tỉnh tỉnh mê mê, lúc nào thì cứ nằm mơ thấy ác mộng gì đó mà ba tỏ ra vẻ sợ hãi dữ lắm. Rồi sau đó là ba còn nói chuyện với cái ông Mười kia nữa. Đi đi, biết rồi, đi mà Mười ơi, đi mà Mười ơi. Lúc đó ba 49 tuổi, chứ mà cái khuôn mặt của ba trong vòng 2 tuần mà từ khi ba bệnh á, là da dẻ của ba hen nó nhăn nheo, nó tiều tụy, giống như là một người tới 70, 80 tuổi lận. Cái mặt của ba nhìn nó già hẳn đi nhiều dữ lắm. Rồi thì cho tới 3 giờ chiều ngày hôm đó, ba đã trút hơi thở cuối cùng và ba ra đi tại bệnh viện. Và mẹ con của anh Tý đã biết được một cái câu chuyện là hồi tuổi trẻ, ba vì 20 cây vàng, ba có đẩy cái ông Mười nào đó xuống dưới tàu. Mà đâu có biết cái ông Mười đó là ai đâu. Mà cái tuổi trẻ của ba, hồi đó mẹ cũng chưa có quen ba nữa, nên không có biết. Rồi cũng không có biết 20 cây vàng kia giờ tình hình như thế nào. Rồi thì đó chỉ là những cái hiện tượng lạ lạ. Khi mà anh Tý, ảnh tới chỗ ba ảnh trước lúc ba hấp thối, ba có cái biểu hiện như vậy, khá là kinh dị luôn. Mà anh nhớ rõ cái lúc ba nói, ông Mười ông đang đứng ở phía sau lưng mày kìa. Thì rõ ràng cái lúc đó là cái lông tai của anh Tý nó nổi dựng ngược lên hết trơn à. Mà tóc mai, tóc gái của ảnh nó cũng nổi dựng lên, rất là sợ. Và đó là những cái hiện tượng ngắn ngắn mà anh Tý ảnh gửi lại cho Như về cái lúc mà trước khi ba mất như vậy hen. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện ngắn thứ tư luôn. Câu chuyện này là Như được chị đó, chị tên là chị Nhi, do ba mẹ của chị kể lại cho chị nghe. Chị gửi lại cho Như để Như chia sẻ cho quý vị. Vào thời điểm đó, ba mẹ của chị chưa có sinh ra chị. Vào năm 80 mấy á, thì ba mẹ của chị là ở dưới quê, nhà cũng nghèo dữ lắm. Ở trong một cái ngôi nhà lá nhỏ xíu à. Ba của chị thường xuyên đi vô trong rừng để mà đốn củi. Rồi bình thường là đi lao động chân tay, đi bốc giác, rồi đi xôi cá. Làm đủ thứ nghề trơn à. Còn mẹ của chị thì làm nông. Cho tới cái ngày hôm đó, tầm khoảng cái lúc 7 giờ là ba ở trong nhà. Tự nhiên ở trước nhà, mẹ của chị lại nghe thấy cái tiếng kêu. Mình nghe cái âm thanh này mình thấy nó cũng hơi lạ lạ hen. Thì cái lúc mà nghe thấy cái âm thanh nó kỳ cục vậy đó, mẹ của chị Nhi mới lẹ đi ra ơn trước, mở cửa ra coi ai vậy. Thì khi mà vừa mới kéo cái cửa cây là mẹ chị Nhi nhìn thấy có một cái đầu nó lơ lửng ở trước nhà. Và cái đầu đó cách mẹ tầm khoảng 4 mét. Mẹ nhìn thấy cái đầu này chắc là của một cô gái trẻ mà hai con mắt phủ ngoài bởi một cái lớp màng xanh xanh. Cái miệng thì nó bị hả ra. Hả hở rồi à. Cho nên mới nghe thấy cái tiếng hô hô hô. Người đó như là muốn nói cái gì đó mà họ không có nói chuyện được. Tóc tai của người đó thì nó bay vòng vòng. Chỉ có mỗi cái phần tử cổ lên cái đầu thôi. Chứ còn cái phần mình mẩy là không có đâu nghe. Mặt của cái người đó là nó trắng xác luôn. Cái màu trắng như dâu vậy đó. Nhìn khủng khiếp vậy lắm. Mẹ hết hồn hết vía, mẹ chạy vô trong này thì ba chạy ra. Tới khi mà ba ra rồi là mẹ không có nhìn thấy gì nữa. Mẹ mới kêu ba đóng cửa lẹ lẹ lại đi. Bởi vì mẹ nói là nãy mẹ thấy có một cái đầu người bay lơ lửng ở ngoài. Cái lúc đó thì ba không có tin. Ba nói nhà của mình mà làm gì có đầu nào bay lơ lửng. Hai vợ chồng nằm ngủ tới tầm khoảng 9 giờ á. Thì lúc đó chưa có nằm ngủ đâu, mà chỉ mới thiêm thiếp nằm trên giường thôi. Mẹ mới nghe thấy cái tiếng cười hét 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 ở ngoài. Mẹ mới nghe thấy cái tiếng chỗ mé vách lá của mình nó kêu cái gì mà lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Mẹ tức mình quá, mẹ mới mở cái cửa sổ lên. Thì chỗ này cũng là một cái cửa sổ bằng cây lá thôi. Mẹ vừa mở ra là mẹ thấy cái đầu kia nó đang bay lơ lửng ở ngoài nữa. Mẹ hết hồn hết vía. Mẹ giật chỗ gài cửa sổ giật cái kịch. Thì cái cửa sổ nó cũng đóng lại. Ba ông cũng hết hồn hỏi. Ủa em, gì em? Mẹ run 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 tay chân mới nói. Trời ơi anh ơi, em thấy cái đầu nó bay ngoài cửa sổ kìa anh ơi. Lúc đó ba ông vẫn chưa có tin luôn nha. Mẹ mới tức mình quá, không biết phải làm sao. Cho tới tầm khoảng 11 giờ ngày hôm đó, ba ông định là sẽ đi soi cá. Thì bữa hôm đó 11 giờ, ba mới cầm theo cây đèn pin của mình, ba đi theo, ba xách cái giỏ với lại cái cây chẻ. Ba vừa mới đi ra chút xíu thôi, cái mẹ mới kêu. Anh ơi, vô nhà lẹ lên. Ba đâu có hiểu gì đâu, ba mới hỏi. Gì vậy, để cho anh đi. Cái lúc đó, mẹ đứng trong nhà là mẹ đã run cầm cập rồi. Mẹ mới nói, anh quay cái đầu lại làm sao đi.
Mẹ nói nhỏ nhỏ trong miệng thôi mà ba ông cũng nghe. Ba ông mới ngoái cái đầu lại sao? Thì lần này chính mắt của ba nhìn thấy là cái đầu của cái người con gái kia đang bay lơ lửng mà chỉ cách ba có nửa mét thôi. Cái đầu của cái cô gái đó là tóc nghe nó bay phất phới luôn. Cái mặt thì nó trắng quát lên, hai con mắt đó là nó trắng mà có cái lớp xanh xanh nhìn thấy ghê dữ lắm. Ba ông sợ quá, ông mới giục cái giỏ, giục cái cây chỉ không tuôn chạy. Cái lúc mà ba chạy ở đây, mẹ nhìn thấy là cái đầu đó cũng vẫn dí theo ba chạy vô trong này luôn. Tới khi mà ba chạy vô gần tới nhà rồi là mẹ đứng ở ngoài cửa mẹ thủ thế. Đợi khi ba vừa vô là mẹ đóng cửa một cái kịch lại. Lúc này á nghe là đóng cửa lại rồi, hình như là cái đầu kia nó không có vô được trong nhà. Nó cứ bay vòng vòng ngoài, nó làm cho mấy cái vách lá xao động hoài. Cái lúc này sợ dữ lắm. Chắc là do nhà có thợ cúng á, nên cái đầu nó không có bay được vô trong nhà. Mẹ hỏi ba là bữa nay ba đi làm rồi ba có gặp cái gì lạ không? Cái ba mới nhớ là bữa hôm nay nè, ba đi vô trong rừng. Rồi ba có thấy một cái ngôi nhà quan nữa mà nó sập xệ lắm rồi. Trời nắng nóng quá, ba mới lại chỗ cái mái hiên nhà đó ba ngồi, ba trú nắng. Đó là cái điều lạ lạ trong ngày hôm nay. Thì mẹ mới nói với ba, có thể là cái nhà đó có liên quan gì tới cái đầu của cô gái này rồi. Đâu ngày mai em với anh đi, vô cái chỗ đó coi thử coi có gì không. Chứ mà mắc cái gì, cái đầu đó bay theo tới tận nhà mình, rồi hù mình vậy nữa, ớn quá. Xong qua sáng ngày hôm sau, làm việc nhà xong hết rồi, ba với mẹ cũng leo lên trên xuồng, bơi vô trong rừng. Thì ba ông nhớ là cái chỗ nhà quan đó là chỗ nào ta, ba cũng nhớ. Ba đi một hồi thì tới cái chỗ nhà quan đó. Gần tới thôi thì mẹ đã nghe cái mùi nó thú quắc à, cái mùi như mùi chuột chết vậy đó. Thì cái lúc tiến lại là mẹ đã thấy có một căn nhà quan, nó như cái nhà chòi của mình vậy đó, mà nó lụp xụp nhỏ xíu à. Lúc mà lại gần rồi, ba ông nói, hôm qua anh ngồi đây nè. Ba ông mới chỉ xuống cái dáng đó. Thì vô tình là mẹ nhìn xuống cái dáng, mẹ thấy hình như ở dưới cái dáng xuyên qua cái kẽ mẹ thấy cái gì đó. Mẹ mới khum xuống. Tới cái lúc mà mẹ khum xuống là mẹ thấy có nguyên một cái đầu của cô gái đang nằm lông lóc ở dưới cái sàn đó luôn. Chỉ có mỗi cái đầu thôi nghe, mà tóc tai của cô đó là nó dài ngoằng, nó bị bết đất nữa. Cô này không biết cổ chết bao lâu mà cái phần đầu của cô nó không có bị phân hủy mà nó chỉ bị khô lại thôi, giống như con khô mà mình phơi một nắng vậy đó. Rất là ớn rồi á, là mà ba ông lại can đảm ông bước vô trong, ông mới la lên. Em ơi, cái mệnh trong này nè em ơi. Ba ông mạnh dạn ghê không? Thì lúc nãy mẹ cũng chạy vô, mẹ thấy là nửa phần người của cô đó đang nằm ở trong nhà. Mà máu nó chảy ở dưới sàn á, nó đóng lại đen kịt rồi, không có cái màu đỏ nữa đâu. Bây giờ là ớn quá, mẹ định là giờ đem con này chôn luôn hay là sao? Cái ba ông mới nói, người ta theo mình vậy chắc là người ta muốn mình đem cô này ra công lý hay sao á. Chứ chết kiểu này là bị chặt đầu chết nè, bị quan dữ lắm nên mới đi theo mình vậy. Nên ba mẹ đã quyết định là giờ đem cái xác với lại cái đầu của cô này đem để xuống dưới ghe. Rồi sau đó bơi cái ghe, cứ bơi đi coi cái làng nào gần nhất ghé vô hỏi coi ở đây có người nào mất tích không, cho người ta nhận diện. Thì cái làng đầu tiên mà ba mẹ bơi tới luôn, vô tới đó rồi những người dân đây người ta bu lại mà người ta che mũi. Có một cái điều lạ là cái xác cô này chết rồi mà có điều sao không thấy bị phân hủy nghe. Chỉ thấy là người ngợm nó bị khô lại thôi. Nó đang khô queo, khô quắp lại rồi. Cái phần đầu và cái phần cơ thể mình mẩy cũng vậy nữa. Mới đầu những người dân người ta nói chết rồi teo héo vậy rồi đâu có biết ai đâu. Thì một lúc sau mới có ông bà này chạy nhào ra, cầm chụp lấy cổ tay của cổ là đưa lên thì thấy có một cái chiếc vòng mã não. Ông bà đó mới nhận ra đây chính là con gái của mình nè. Nói là con gái đã bỏ đi đâu biện biệt 3 tháng trời nay rồi, bây giờ lại tìm thấy một cái xác của cổ như vậy. Ba mẹ quà lên khóc quá trời luôn. Rồi những người dân mới hỏi sao sao. Ba mẹ mới kể lại là hồi trước á, ba mẹ có ngăn cản cô này là quen cái anh đó, là cái anh này là thư sinh ở trong thôn luôn. Ba mẹ kể thêm một chút xíu nữa là nói với cô này đã cùng với cái anh thư sinh đó, hai người bỏ nhau đi đâu rồi. Tưởng là hai người đi tới cái chỗ nào đó để mà ở. Có điều là có khoảng thời gian sau, những người ở đây người ta lại nhìn thấy cái anh thư sinh đó ảnh đi lại trong làng mà không có thấy là cái cô gái này xuất hiện nữa. Ba mẹ của cô gái này có hỏi anh thư sinh kia thì nói không có biết gì hết trơn á.
hai người đã chia tay nhau lâu rồi. Hỏi ảnh thì ảnh nói vậy á, nên là gia đình cũng biệt tâm biệt thích với cô đó luôn. Sau khi gia đình của cô gái này kể ra những cái chuyện đó, thì cái người hiềm nghi số 1 chính là cái anh thư sinh kia. Những người trong làng này mới lập tức chạy tới nhà của anh thư sinh đó, rồi bắt ảnh đem ra ở giữa chỗ này, trước mặt cái xác đó, hỏi ảnh, có phải là anh đã giết cái cô gái này không? Thì ảnh cười lên, thì ảnh mới nói đúng rồi. Rõ ràng là cái cô gái này nói yêu thương ảnh, mà cuối cùng lại muốn rời xa ảnh. Cho nên ảnh đã chặt đứt đầu của cô này, và thậm chí là ảnh còn cắt đứt cái lưỡi của cổ nữa. Bởi vậy, hai người định là sẽ vô trong rừng đó chung sống với nhau, là đâu có bị ai ngăn cản nữa đâu. Vô đó ở một thời gian thì cô này cô buồn quá, cô nhớ ba nhớ mẹ, cô muốn đi về làng của cổ. Thì cái lúc đó, anh thư sinh này đã nổi cơn ghen, ảnh cứ nghĩ là cổ không còn yêu ảnh nữa, nên ảnh đã ra tay chặt đứt đầu của người yêu của ảnh luôn. Một cảnh tượng quá trời kinh dị. Thì cái lần này người ta mới bắt ảnh, rồi sau đó là giải ảnh lên trên công an. Tự ảnh đã thừa nhận hết tất cả luôn đó hả? Từ cái bữa mà làm rõ cái vụ án đó xong á, là ba mẹ của chị Nhi về là không có bị cái đầu kia theo nữa hết. Mà có điều tới tối ngày hôm đó thì mẹ của chị Nhi có mơ thấy một giấc mơ. Là mẹ thấy cô kia cũ về trong cái hình hài đầy đủ nha. Cô còn rất là trẻ, chắc tầm khoảng 19 tuổi hả? Cô hiện về mới nói với mẹ là cảm ơn hai vợ chồng đã giúp cổ trả lại công lý cho cổ như vậy. Năm đó là ba mẹ của chị Nhi 30 mấy tuổi hết rồi mà chưa có ai có con cả. Từ xong cái vụ đó qua một năm sau thì mẹ của chị cấn bầu mới đẻ ra chị Nhi này, là tính ra chị cũng là đứa con hiếm muộn đó. Ba mẹ của chị cũng rất là vui mừng. Rồi thì đó là cái câu chuyện mà chị Nhi chỉ gửi lại cho mình. Câu chuyện này cũng là câu chuyện cuối cùng trong ngày hôm nay luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay, nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này đến những người thân và bạn bè của mình. Quý vị, anh chị, cô chú, mình có những câu chuyện quý vị cứ gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả, để Như có thể chia sẻ câu chuyện của quý vị đến tất cả khán thính giả ở trong và ngoài nước luôn hen. Một lần nữa Như cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thôi bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị nghe. Bye bye quý vị. Bye bye.